Sau khi chúng ta nói cách thức mà axit amin và protein được hình thành, cũng như nói sơ về cách làm sao cái thành phần protein nó được cắt loại bỏ như thế nào, giờ chúng ta sẽ nói về chức năng của các protein và như chúng ta đã nói, protein là một phân tử cực kỳ quan trọng. Nó có rất là nhiều chức năng khác nhau và về khái quát thì các chức năng của protein nó được phân vào các nhóm. Đầu tiên là các chức năng xúc tác, tức là nó sẽ hình thành ra các enzyme để tham gia vào các quá trình chuyển hóa của vật chất trong tế bào. Rồi nó cũng tham gia vào quá trình vận chuyển trong tế bào và thường thường quá trình vận chuyển liên quan đến các cái protein ở trên màng tế bào bởi vì màng chính là nơi mà các cái giao dịch của tế bào nó diễn ra nhiều nhất thành ra các quá trình vận chuyển nó được thực hiện bởi các protein ở trên màng tế bào rồi protein nó sẽ tham gia vào quá trình là nhận và dẫn truyền tín hiệu rồi tham gia vào quá trình bảo vệ tế bào cũng như là bảo vệ cơ thể sống vai trò này ở động vật thì rất rõ ràng bởi vì nó sẽ có các kháng thể ở thực vật thì người ta thấy nó không có những kháng thể như ở động vật tuy nhiên nó cũng sẽ có một số cái cách thức khác để giúp bảo vệ cơ thể sinh vật rồi nó có chức năng về điều hòa để làm cho các cái quá trình sinh học ở trong tế bào được cân bằng, rồi quá trình về cấu trúc tức là tạo nên cái khối cấu trúc sinh học, rồi đương nhiên protein nó sẽ tham gia vào chức năng dự trữ, tạo ra những vật chất mà có giá trị năng lượng cao, dự trữ trong thời gian lâu để đảm bảo duy trì cho sự sống của sinh vật. Ngược lại, protein lại cũng có những chức năng là tạo ra độc tố để giúp cho sinh vật và thực vật bảo vệ được chúng trước một số cái đối tượng gây hại. Và một cái chức năng của protein quan trọng đó là chức năng hormone, tức là các chất điều hòa sinh trưởng. Như vậy, protein nó tham gia vào rất là nhiều nhóm chức năng khác nhau các chức năng này bao quát toàn bộ các hoạt động sống của sinh vật chính vì vậy cái quá trình sinh tổng hợp protein nó là một bước quan trọng để duy trì cái hoạt động của tế bào một cách ổn định đầu tiên chúng ta nói về cái chức năng cấu trúc của protein chức năng tạo thành cấu trúc cho tế bào và mô protein không thể hiện rõ nét ở thực vật tuy nhiên điều này thể hiện rất rõ ở động vật và người chúng ta coi cái hình trên bảng đây là những cô gái có mái tóc rất là dài đây thì bản thân chúng ta biết là tóc của chúng ta bản chất nó là protein cấu trúc thể là keratin chính vì vậy chúng ta biết là tóc cũng như như là một số cái loại lông vũ hiện nay thì người ta đều có thể ta khai thác những nguồn này để chuyển hóa nó thành protein sử dụng cho một số cái mục đích khác nhau rồi protein nó cũng tạo thành các cấu trúc trên thực tế nó là những cái vật liệu rất là chắc bền ví dụ như là đây là sợi tơ tằm ở con tằm cũng như là các loại tơ kén ở côn trùng nó đều là các protein hết và chúng ta biết là con người chúng ta cũng khai thác các loại tơ tằm này để làm vải và cái độ bền của các cái loại vải đó nó cũng rất là cao và chúng ta nên nhớ rằng là khi mà chúng ta mặc những loại đồ bằng tơ tầm đó thì bản chất nó nó là các protein dạng sợi. Rồi màng nhện chúng ta thấy là nó có một độ dài, độ dai rất là cao đó thì bản chất nhện nó nhả tơ ra thì đó cũng là các protein. Và chúng ta biết rằng là protein ở màng nhện nó cũng là một cái protein có độ bền cực kỳ cao bởi vì chỉ cần những cái sợi mảnh rất là nhỏ thôi nó có thể tạo ra những cái sợi kết nối rất là chắc chắn để dù có thể bị gió thổi, dù có thể có những cái tác động về cơ học thì cái màng nhện nó vẫn duy trì được cấu trúc đó. Và chúng ta biết rằng là vật liệu protein của màng nhện này người ta còn sử dụng nó để làm những vật liệu rất là bền chắc. Ta đã khai thác những loại vật liệu có kết cấu như màng nhện này để tạo ra các áo tránh đạn. Cái độ bền của các loại tơ như tơ nhện này nó cao đến mức mà khi mà dệt lại thành một loại vải đặc biệt thì cái loại vải đó cho phép ngăn ngừa được đạn không thể xuyên qua. Rồi protein nó cũng tạo thành cấu trúc đó là chúng ta thấy là các cấu trúc móng ở người chúng ta hoặc là cấu trúc ở sừng trâu bò hoặc là hiêu thì đó đều là cấu trúc các cái protein gọi là keratin đó. Ở đây chúng ta thấy cô gái này là cầm hai cái bộ phận ta gọi là hai cái nhung hiêu và cái sừng con hiêu khi ở giai đoạn non này người ta lại cắt đi và nó có giá trị rất là cao cho một số nhóm người người ta thích sử dụng những sản phẩm kiểu như vậy bởi vì trên thực tế thì nó cũng là những nguồn dinh dưỡng rất là đặc biệt vì chúng ta biết rằng là bản thân những thành phần nhung hiêu này nó cũng là các protein nếu như để kéo dài hơn nữa thì các nhung hiêu này nó sẽ thành những loại cấu trúc cứng hơn tuy nhiên với cái cấu trúc còn non như vậy thì các cái bộ phận này nó còn tương đối mềm và người ta có thể sử dụng làm thực phẩm cũng như là chế biến một số cái loại thuốc hoặc là dược liệu gì đó vì bản chất nó là các protein Putin nó còn tham gia vào cái chức năng tiếp theo là chức năng thông tin cũng như là tín hiệu thông tin và ở đây chúng ta làm quen một khái niệm gọi là các thụ thể thụ thể tức là các cái thể mà tiếp nhận vật chất hoặc tiếp nhận thông tin thì cái đó nó được gọi là thụ thể quá trình dẫn truyền thông tin thực sự là một quá trình phức tạp tuy nhiên chúng ta cũng thể nói sơ về cái đường dẫn tín hiệu thông tin thì nó là một chuỗi giả sử như đây là màng tế bào và đây là nhân tế bào thì một cái thông tin nó được truyền từ màng tế bào là phía bờ ranh bên ngoài vào cho cơ quan trung tâm tức là nhân tế bào thì thông tin đó đầu tiên sẽ được tiếp nhận ở màng tế bào bởi một cái yếu tố gọi là thụ thể tức là một cái thể cảm thụ một cái thể tiếp nhận từ tiếng anh nó là receptor receive chúng ta biết là tiếp nhận đó thì receptor nó là một cái thể tiếp nhận và sau khi cái thụ thể nó nhận được cái thông tin đó thì nó sẽ báo vào các cái thành phần tiếp theo của chuỗi tín hiệu ví dụ như các cái thành phần có cấu trúc một hai ba này các cái thành phần số một số hai số ba này sẽ mang cái thông tin từ thụ thể đó báo vào trong nhân tế bào và nhân tế bào khi nhận được thông tin đó sẽ quyết định và đưa ra phản hồi và cái phản hồi đó nó cũng sẽ được trả lời ngược lại và lúc đó màng tế bào sẽ đưa ra những cái phản ứng phù hợp nội dung về cái chuỗi tín hiệu thông tin thì nó tương đối là nhiều vấn đề tuy nhiên thì về cơ bản cái chuỗi truyền tín hiệu nó sẽ diễn ra như vậy thì các thụ thể nó là những cái protein đặc biệt nó nằm ở trên màng tế bào và các thụ thể này nó sẽ có vai trò là tiếp nhận thông tin và sau khi tiếp nhận thông tin thì thụ thể đó sẽ truyền thông tin về cho nhân tế bào như chúng ta thấy mũi tên chỉ ở đây chúng ta thể lấy một ví dụ mà ai chúng ta cũng biết trong miệng của chúng ta lưỡi chúng ta có thể Thể cảm được các vị khác nhau rồi trong mũi chúng ta cũng cảm nhận được các loại hương thơm khác nhau thì bản thân việc cảm nhận được các mùi vị hoặc hương thơm đó đều phải nhờ vào các thụ thể trên bề mặt lưỡi chúng ta. Chúng ta biết rằng là có những cái cấu tử rất là nhỏ, bản chất nó cũng là những protein rất là đặc thù để mà nhận biết được cái vị ngọt, vị chua, vị đắng, vị cay thì nó cần phải có những cái thụ thể đặc thù cho những loại hương vị đó. Nhưng chúng ta lại thấy có một điều thú vị là trong trường hợp nếu như một người nào đó ăn cái trái gọi là trái thần kỳ và vào. và sau khi ăn cái trái thần kỳ vào thì ăn ớt vào không còn cảm nhận nó cay nữa và một người sau khi Người ta nhai cái trái thần kỳ vào thì người ta cũng có thể ăn một trái chanh và không cảm thấy nó chua nữa, hoặc cũng có những người thấy rằng người ta ăn cái trái thần kỳ vào thì người ta uống rượu không cảm thấy cái vị cay nồng của rượu nữa. Thì đó là bởi vì trong cái trái thần kỳ nó có một hợp chất gọi là miraculin thì chúng ta có chữ là myraco là thần kỳ thì cái hợp chất mà tương đối gọi là thần kỳ đó nó có thể làm cho cái vị chua, vị cay, vị đắng mất đi đó. Người ta đã đặt tên nó là miraculin thì miraculin nó làm được việc đó không phải bởi vì là nó có thể chuyển axit thành loại axit không chua nữa hoặc nó cũng không thể nào chuyển ớt thành ớt không cay nữa mà bởi vì cái miraculin đó nó tác động vào các cái thụ thể ở trên lưỡi này và các thụ thể này nó bị sai lệch đi và cái sai lệch đó nó làm cho các thụ thể đó nó không còn cảm nhận tạm thời được vị chua hoặc là vị cay hoặc là vị đắng hoặc là bị cay nồng nữa do đó sau khi ăn cái trái thần kỳ vào người ta sẽ không còn thấy chua không còn thấy cay không còn thấy đắng không thấy cái vị cay nồng của rượu nữa là vì như vậy tuy nhiên cái hợp chất miraculin này nó tác động vào cái thụ thể ở lưỡi thì nó chỉ tác động trong một thời gian ngắn thôi rồi nó cũng mất tác dụng đi chính vì vậy cái trái thần kỳ này ăn vào chúng ta sẽ có thấy tác dụng nó trong một thời gian có thể là mấy chục phút thôi chứ không phải nó có thể làm thay đổi cái cảm nhận trong suốt cuộc đời còn lại thế thì cái vai trò của một cái receptor ở trong màng tế bào nó cũng phần nào đó giống như vai trò của người gọi là receptionist tức là người tiếp nhận khách ở các khách sạn như vậy Receptor nó phải tiếp nhận và nó ghi nhận thông tin đó để kiểm soát thì đối với những người làm vai trò tiếp tân ở khách sạn thì những người đó phải giao tiếp với các vị khách và xem xem trường hợp nào là phù hợp để đón khách vô trường hợp nào cần phải từ chối để không cho khách vô thì đối với cả các Receptor tức là các thụ thể ở trên tế bào cũng như vậy Receptor sẽ có vai trò nằm ở màng tế bào và tiếp nhận các cái loại vật liệu, các loại vật chất khác nhau có thể là các loại vi sinh vật gây hại cũng có thể là vi sinh vật có lợi hoặc là các loại hóa chất khác nhau và nó là tác nhân đầu tiên tiếp xúc với các tác nhân đó tham gia vào trong quá trình là cho một cái hợp chất hoặc là một cái loài vi sinh vật đó được phép đi vào trong tế bào hay là phải ngăn cản để không cho hợp chất đó không cho vi sinh vật đó được đi vào bên trong tế bào thì thụ thể hoặc tiếng Anh gọi là receptor nó là một cái cấu trúc đặc biệt nó nằm trên màng tế bào và nó được tạo chủ yếu bởi các protein bao gồm các cái glycoprotein như chúng ta đã nói tức là một cái protein mà kết gắn với phân tử đường và các cái thụ thể đó nó sẽ kết gắn với những cái phân tử đặc biệt như vậy những đối tượng khác nhau thì thường sẽ cần phải có những loại thụ thể khác nhau chứ không phải thụ thể là một đối tượng để làm tất cả các nhiệm vụ đối với tất cả các loại chất và tất cả đối tượng khác nhau hiện diện ở trên màng tế bào và đây người ta nói là cái vai trò thụ thể nó giống như là giữa vai trò một ổ khóa và chìa khóa nếu như cái chìa khóa đó phù hợp thì cái chìa khóa được mở ra và nếu mà chìa khóa không phù hợp thì cái cánh Cửa đóng lại không cho vào Thì chúng ta thấy đây là cấu trúc của màng tế bào Và màu tím tím đây là các protein trên màng tế bào Đặc biệt là protein màu tím cao nhất đây Đó là cái thụ thể Thụ thể này đang bám vào một cái thể ngoại lai tình cầu đây Và nó sẽ có chức năng là giám sát Để xem xem cái thể ngoại lai này Có phù hợp để cho cái thể này Đi vào trong tế bào hay là không Chúng ta đang có câu chuyện về cái loài virus sacovi đang gây ra một cái đại dịch toàn cầu Nguy hiểm nhất trong vòng 75 năm qua Thế thì hiện nay người ta đang thấy là Tại sao mà cái con SARS-CoV này nó lại lây lan nhanh như vậy thì người ta thấy rằng là đó chính là bởi vì là các cái gai trên bề mặt của cái con virus này cái gai này nó có những đặc thù nào đó mà làm cho các cái thụ thể ở trên tế bào của con người chúng ta bị đánh lừa thông thường nếu như các cái thụ thể mà biết rằng đây là một cái loài sinh vật nguy hiểm thì thường nó sẽ huy động các cái hệ thống để ngăn cản không cho virus này vào tuy nhiên trong trường hợp này các gai ở bề mặt của virus SARS-CoV này nó có những cái biến chuyển nào đó làm cho cái thụ thể ở cơ thể người nhiễm virus này không còn cảm nhận được nữa không đưa ra, ra những cái hình thức để ngăn chặn virus này kịp thời và làm cho virus này xâm nhập một cách dễ dàng từ người nọ qua người kia dẫn đến việc virus này lây lan cực kỳ nhanh so với nhiều loại bệnh virus khác và như chúng ta nói thụ thể nó có một cái cấu trúc là các glycoprotein và nó nằm trên màng tế bào và nó đi xuyên qua màng tế bào như chúng ta đây đây nó có một cái cấu tử phía bên ngoài và nó được liên thông vào một cấu tử phía bên trong này và chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta sẽ coi những cái đoạn minh họa ngắn để chúng ta sẽ thấy rõ hơn về các cái hoạt động của các cái thụ thể này. Đây chúng ta thấy hình ảnh của các thụ thể với cái lớp màu trắng đó là cái lớp màng tế bào và các protein trên thực tế nó khá là linh động trên bề mặt màng tế bào để tham gia vào các hoạt động nhận dạng và truyền tín hiệu. Ví dụ như đây là hình ảnh của các thụ thể chúng đang nhận dạng các phân tử và với vai trò của các protein hoạt động một cách chính xác đó trên bề mặt tế bào chúng sẽ giúp để kiểm soát cái sự vận chuyển các hoạt chất cũng như là các tín hiệu giữa các khu vực của tế bào. cái sự bất ổn của các thụ thể thì nó có thể ảnh hưởng đến cái quá trình tiếp nhận thông tin cũng như là cái phản ứng của cơ thể sinh vật chúng ta đang lấy ví dụ một cái trường hợp ở cây trồng và người ta đã phát hiện ra rằng là cái tính trạng ở nhiều loại cây trồng cây nó bị lùn so với cây thông thường đó thì những cái cây bị lùn đó người ta thấy là do nó bị trục chặt, bị bất thường ở cái thụ thể tiếp nhận gibberellin thụ thể đó tên là GID cái thụ thể này chuyên tham gia vào quá trình để tiếp nhận một cái chất điều hòa sinh trưởng là gibberellin và khi mà thụ thể này nó bị bất thường nó không còn tiếp nhận được cái chất zipline này nữa nó làm cho cái cây không có zipline và zipline này nó không có thì nó làm cho cây không thể nào vươn dài được cho những cây đó bị lùn thì đó là một cái minh họa đối với cây trồng đối thực vật chúng ta cũng thể lấy một cái ví dụ trong trường hợp này nó là một cái thụ thể ánh sáng bản thân cái việc tiếp nhận không chỉ là những tác nhân hóa học bình thường cũng thể là tác nhân vật lý người ta thấy rằng một cái thụ thể để tiếp nhận ánh sáng phổ biến là cái thụ thể tên là phytochrome thụ thể này nó có thể tiếp nhận các ánh sáng vùng đỏ và vùng ngoài vùng đỏ tức là đỏ xa và cái việc tiếp nhận của của các cái ánh sáng này thông qua các cái thụ thể này nó sẽ dẫn đến việc quyết định cái phản ứng của cây trồng đối với quá trình ra hoa, quá trình phát triển của cây Chúng ta nói về chức năng vận chuyển của màng tế bào thì đây cũng là một chức năng rất là phổ biến thì thường thường các protein sẽ luôn luôn nằm ở trên màng tế bào này và để làm cái nhiệm vụ vận chuyển các cái ion, vận chuyển các cái chất được tổng hợp ở tế bào này, sau đó mang đi các tế bào khác thì nó phải đi qua các protein vận chuyển nằm trên màng tế bào này. Thì như chúng ta nói protein là một cái chuỗi của các axit amin, nó là một chuỗi kéo dài như vậy và nó tạo thành những kênh trên bề mặt màng tế bào là các chuỗi dài của các axit amin với cấu trúc bậc 4 như chúng ta thấy đây. Màu xanh đây là màu của phospholipid chúng ta đã học ở cái nội dung trước về chất béo về lipid thế còn protein nó xen kẽ vào màng tế bào đó và cái cấu trúc bậc 4 của nó đây nó có thể tạo những cánh cửa cánh cửa này sẽ cho phép các ion các cái chất chuyển hóa đi ra hoặc để đi vào tế bào một cách nhịp nhàng giả sử đây chúng ta sẽ coi cái quá trình các ion nó đi qua màng tế bào như vậy thì chúng ta thấy là protein với cấu trúc bậc 4 của nó trong trường hợp các kênh trao đổi này có thể nó hình thành ra những cái cánh cửa và cánh cửa này không phải bất di bất dịch mà nó hoàn toàn linh động nó có thể đóng mở một cách phù hợp để cho phép các ion đi qua đi lại như chúng ta thấy ấy, ở hình minh họa này. Hoặc đây là một cái kiểu vận chuyển khác, nó cần đến năng lượng để giúp cho các cái ion đi qua. Màu đỏ đây chính là năng lượng để giúp cho cái kênh trao đổi đó nó hoạt động được. Và kênh trao đổi hoạt động được thì nó sẽ cho các ion đi ra, đi vào, xuyên qua lớp màng của tế bào. Thì chúng ta sẽ có những hình minh họa tiếp theo để làm chúng ta hiểu rõ hơn cái hoạt động của các kênh trao đổi này ở trên màng tế bào. Đây chúng ta coi hình ảnh của kênh vận chuyển nước ở trên màng tế bào. Đây là kênh vận chuyển aquaporin, một kênh chuyên cho quá trình vận chuyển phân tử nước đi qua màng tế bào. Chúng ta thấy tốc độ của vận chuyển nước qua kênh vận chuyển aquaporin diễn ra liên tục và người ta thấy rằng mỗi một giây như vậy là có đến hàng tỷ phân tử nước được vận chuyển qua kênh vận chuyển này. Với những hoạt động như vậy sẽ cho phép các ion có thể đi theo những hình thức khác nhau qua màng tế bào và quá trình vận chuyển qua màng tế bào nó sẽ có ba cái hình thức cơ bản. Một là có thể là nó sẽ thấm một cách tự do qua lớp màng lipid của tế bào. Tuy nhiên nó cũng thể phải cần đi qua các cái kênh trao đổi như chúng ta thấy đây. Nhưng đối với các kênh trao đổi này nó chỉ cho phép các ion đi theo một cái nguyên tắc vật lý tức là đi từ nơi nồng độ cao, ví dụ như bên tay trái nồng độ cao hơn sẽ đi qua nồng độ bên tay phải thấp hơn. Và nếu như cái sự chênh lệch này không còn nữa thì cái quá trình trao đổi này không còn hoạt động được nữa bởi vì nó không còn động lực để cho sự trao đổi đó nữa bởi vì nồng độ của hai bên nó đã bằng nhau nó không thể vận chuyển được nữa. Tuy nhiên trong trường hợp thứ ba này được gọi là hình thức vận chuyển chủ động. Trong trường hợp này quá trình vận chuyển có thể xảy ra từ phía nồng độ bên tay trái với những cái hình vuông màu xanh này ít hơn nhưng mà nó vẫn có thể đi sang cái nồng độ cao hơn là phía bên tay phải và quá trình này đi ngược theo quy luật vật lý là nó đi từ nồng độ thấp sang nồng độ cao do đó nó sẽ cần có sự trợ giúp của năng lượng thì cái quá trình vận chuyển chủ động như vậy mới có thể xảy ra được thì minh họa cho hình thức vận chuyển chủ động cũng chính là cái hình động mà chúng ta đang thấy ở đây màu đỏ này chính là màu của năng lượng sẽ gắn vào và sau khi năng lượng nó vào thì cánh cửa này mới hoạt động được và khi cánh cửa hoạt động được thì sẽ cho phép đưa các ion đi qua và năng lượng này chỉ xài được một lần như vậy để cho một lần hoạt động mỗi một lần đóng mở nó lại cần một năng lượng khác để kết gắn vào ở đây chúng ta sẽ coi cái hoạt động trên màng tế bào đặc biệt là sự vận chuyển thông qua các kênh vận chuyển ở trên màng tế bào. đầu tiên ở đây người ta nói về cái sự vận chuyển bị động xuyên qua màng tế bào chúng ta thấy là có một hình thức là một số chất tự nó sẽ thấm xuyên qua lớp màng tế bào theo cái nguyên tắc là từ nơi nồng độ cao sang nơi có nồng độ thấp hơn và nó không đi qua một cái kênh vận chuyển nào cả Tuy nhiên, ở đây thì chúng ta thấy là à các cái chất màu xanh đó nó phải đi qua một cái kênh vận chuyển. Các cái kênh vận chuyển này nó sẽ hỗ trợ cho sự vận chuyển phù hợp theo cái nhu cầu của tế bào và dĩ nhiên là nó cũng có thể kiểm soát cái sự vận chuyển đó. Thì có nhiều cái loại kênh vận chuyển khác nhau, mỗi một loại kênh đó sẽ giúp đỡ cho những cái hình thức vận chuyển khác nhau. còn đây là hình thức vận chuyển chủ động và hình thức vận chuyển chủ động này thì nó cần phải có sự tham gia của ATP là cái phân tử màu vàng mà chúng ta nhìn thấy khi phân tử màu vàng là năng lượng ATP đó vào thì nó mới mang năng lượng cho cái kênh vận chuyển này và nhờ cái năng lượng đó kênh vận chuyển này nó có thể vận chuyển ngược chiều nồng độ tức là nó đi từ nơi nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao hơn mà nó vẫn vận chuyển được thì đó là ba cái hình thức cơ bản của quá trình vận chuyển xuyên qua màng tế bào trong đó protein đóng một vai trò quan trọng đối với hệ thống vận chuyển trên màng tế bào thực tế thì nó cần phải có rất là nhiều cái kênh trao đổi khác nhau bởi vì đối với tế bào thì nó có rất là nhiều cái hợp chất khác nhau nó cần phải vận chuyển từ tế bào nọ sang tế bào kia từ khu vực này sang khu vực khác trong hình là chúng ta coi các cái loại kênh trao đổi phổ biến nhất hiện diện ở tế bào thực vật Protein không chỉ có những chức năng tinh vi và phức tạp như chúng ta đã nói, protein có thể lại có những chức năng khác, nếu nghe vào thì có vẻ rất là tiêu cực, đó là chức năng gây độc. Tuy nhiên, chức năng này nó lại giúp cho sinh vật đặc biệt là thực vật bảo vệ trước cái loài gây hại. Một trong những nhóm protein có chức năng gây độc đó là nhóm lectin. Lectin thì nó sẽ có cấu trúc như chúng ta thấy đây, một cái cấu trúc bậc 4 của protein đó tương đối phức tạp như vậy và người ta thấy lectin nó là một cái nhóm protein mà nó sẽ bám vào các cái đường mono và đường oligosaccharide thế thì để hiểu này chúng ta nhớ lại chúng ta lại phải coi kỹ cái nội dung carbohydrate để hiểu rõ về các cái mono và oligosaccharide thế thì lectin để mà nó hoạt động được thì nó sẽ bám vào các cái đường mono hoặc là đường oligosaccharide đó để nó thực hiện cái nhiệm vụ của nó. Thì thông thường người ta thấy rằng các cái lectin nó hay bám vào các đường như đường mannose, đường glucose, đường galactose, đường fucose và đối với các cái lectin ở thực vật nó cũng hay bám vào một số cái loại đường oligos khác nữa. Và khi lectin bám vào với các phân tử đường thì thường là lectin nó sẽ dùng các acid amin có nhân thơm ví dụ như tyrosine, tryptophan hoặc là phenylalanin để bám vào các phân tử đường đó và cái kiểu bám đó nó có cái lực gắn đủ để dẫn tới việc hạn chế được tác hại của một đối tượng gây hại nào đó thì như chúng ta thấy đây lectin thì nó là một protein nó có nhiều cái đầu ra như vậy và mỗi một đầu như vậy thì nó lại gắn với cả một cái vùng nhận biết là các cái carbohydrate nằm ở đây cái đầu đó thì nó lại có một vị trí để kết gắn vào các cái đường là vị trí màu xanh đậm đây. Đến nay người ta đã phát hiện ra hàng trăm cái loại lectin khác nhau và vai trò chung của các lectin này là nó sẽ bám vào các bộ phận khác nhau để hạn chế được các cái loài gây hại đối với thực vật. Người ta thấy rằng là lectin này sẽ giúp cho đối tượng thực vật đề kháng được các loại vi sinh vật gồm có vi khuẩn, nấm và cả virus cũng như giúp có những biện pháp để đề kháng được với cả một số cái loại côn trùng một cái điều đặc biệt rằng là lectin nó là một cái phân tử bền vững nó rất là khó bị phân hủy và vì cái khả năng nó khó bị phân hủy đó thành ra là nó là một cái tạm gọi nó là một cái chiến sĩ rất là kiên cường giả sử như thực vật nó sẽ tiết ra lectin để chui vào trong ruột của một loại côn trùng thì mặc dù là xâm nhập vào bên trong ruột của côn trùng nhưng mà nó không bị cái hệ thống bảo vệ của ruột loại côn trùng đó phá hủy và vì nó vượt qua được cái rào ngăn cản bảo vệ của loại côn trùng đó do đó nó sẽ phát huy được tác dụng để tạo ra tính gây độc giúp cho việc đề kháng được với loài côn trùng. Bên cạnh lectin, người ta thấy một cái nhóm protein khác. Đây là những nhóm protein mà nó sẽ bất hoạt cái ribosome như chúng ta đã biết tức là ribosome thì nó đóng vai trò vào việc tổng hợp protein thì đối với một số thực vật nó lại tiết ra những protein sẽ làm bất hoạt ribosome của cái đối tượng gây hại đó thì lúc đó nó sẽ làm cho cái loài phá hại không thể tổng hợp được protein nữa và khi mà cái loài phá hại không tổng hợp được protein nữa thì lúc đó nó sẽ không phát triển được thì người ta thấy thực vật nó cũng tạo ra một số cái loại protein bất hoạt ribosome ví dụ chúng ta có trường hợp của cây thầu dầu thì trong cây thầu dầu thì nó có một protein tên là ricin thì cái protein ricin này nó có khả năng nó bất hoạt cái ribosome của cái đối tượng gây hại. Do đó, cái đối tượng gây hại sẽ không tổng hợp protein được và khi nó không tổng hợp protein được thì nó sẽ bị tiêu diệt nếu như nó không có một cái biện pháp cứu chữa kịp thời. Và đến nay ngoài nhóm hợp chất rixin ở cây thầu dầu và những cái cây tương tự trong nhóm cây này, người ta cũng phát hiện được nhiều cái protein bất hoạt ribosome khác và những hợp chất đó thì nó có triển vọng trong việc trừ sâu, trừ nấm và đề kháng với cả virus thì đây là đối tượng cây thầu dầu, nó là Ricinus communis, đó là chúng ta hiểu tại sao cái hợp chất ở trong cây thầu dầu nó tên là Rixin vậy bởi vì là cái tên hợp chất đó thì nó gắn liền với cả cái tên khoa học của loài cây thầu dầu đây và cái cấu trúc của Rixin nó như trên bảng này nó gây ra bất hoạt ribosome của sinh vật nào mà ăn cái hạt thầu dầu này vào và trong trường hợp đó sinh vật đó sẽ không tổng hợp được protein dẫn đến những cái tổn hại và có thể dẫn đến tử vong. Tương tự như ở cây thầu dầu thì người ta thấy ở cây can thảo dây nó cũng có hợp chất gọi là aprin thì nó cũng là một cái protein nó tương tự như rixin và nó có khả năng phá hủy cái hoạt động của ribosome làm cho quá trình tổng hợp protein ở cái loài đối nghịch không diễn ra được nữa. Ngoài hợp chất làm bất hoạt cái hoạt tính của ribosome, người ta cũng thấy là thực vật nó có nhiều protein tức chế đối với cái enzyme của loài gây hại đặc biệt là hai cái enzyme gồm có enzyme phân giải protein đó là protease và cái enzyme chuyển hóa tinh bột là enzyme amylase và những protein ức chế đối với protease thì nó là một cái nhóm công cụ hữu hiệu nó giúp cho thực vật nó chống lại các loại dịch hại gồm có vi sinh vật côn trùng và cả một số loài thực vật lấn chiếm nữa và thông thường người ta thấy là các cái hợp chất mà ức chế cái enzyme protease này thì nó sẽ tồn tại ở trong hạt và trong củ rất là nhiều và cái chất ức chế này nó tồn tại trong hạt trong củ nhưng nó chỉ được phát động sau khi mà cái loài gây hại tác động vào nó thì cái tác động của loài gây hại gây ra vết thương thì cái vết thương đó sẽ là một cái nút khởi động để làm cho hệ thống phòng thủ phát động tạo ra chất ức chế này để ngăn ngừa cái loài gây hại để hiểu rõ hơn chúng ta phải nắm một vấn đề cơ bản là tất cả các loài gây hại khi chúng tấn công chúng sẽ nhắm tới để chúng ăn cái protein của thực vật và cái việc để mà tiêu hóa được các protein đó thì nó phải cần đến các cái enzyme protease trong trường hợp đó thực vật tạo ra cái chất ức chế để ngăn ngừa được cái protease này có nghĩa rằng là trong trường hợp đó cái loài gây hại chúng sẽ không thể có được enzyme protease để tiêu hóa được protein nữa trong trường hợp đó nó sẽ gây những cái cảm giác ngán ăn hoặc nặng hơn có thể là bị tiêu diệt thì các cái hợp chất ức chế đối với enzyme protease này nó tương đối nhiều và người ta thấy là nó có thể là những cái protein có nhiều serine, có nhiều cysteine cũng có thể là các protein kim loại và trong cái cách thức để ức chế đó thì người ta thấy là các chất ức chế này có thể là nó sẽ cạnh tranh vào cái vùng hoạt động của các cái enzyme phân giải protein đó hoặc là nó có thể tác động vào những cái cơ chất hoặc cũng có thể nó là một cái phản ứng bắt trước để nó đánh lừa cái loài gây hại kia để nó tạo ra cái phản ứng phù hợp. Thì ở trên bảng chúng ta lấy ví dụ rất là nhiều cái loại chất ức chế enzyme protease khác nhau là những protein có màu xanh kết hợp với màu đỏ này và những cái chất ức chế đó nó sẽ gắn vào những protein này và nó sẽ làm cho các protein đó trở nên không còn có tác dụng và khi những enzyme này không có tác dụng nữa thì cái loài gây hại kia không còn sử dụng được protein nữa và các loài đó không sử dụng protein nữa nó sẽ bị đói và có thể chết hoặc không còn khả năng phát triển nữa bên cạnh các chất ức chế đối với enzyme potea ra đó người ta cũng thấy thực vật nó cũng có những chất ức chế enzyme amila tức là enzyme để chuyển hóa tinh bột ở cái bài đầu chúng ta đã nói là để chuyển hóa các cái tinh bột và polysaccharide đó sẽ cần có vai trò của các enzyme amila trong trường hợp này thì các cái đối tượng gây hại nó muốn sử dụng được cái nguồn nguyên liệu của thực vật thì chúng phải sử dụng enzyme amila để tiêu hóa thức ăn của chúng tuy nhiên nếu mà thực vật nó tiết ra những chất ức chế enzyme này biểu tượng là các hình màu xanh đây nó sẽ ức chế cái enzyme amila này thì làm cho enzyme amila của cái loài gây hại có thể là loài côn trùng đó không còn có tác dụng nữa nó sẽ không còn phá hủy tinh bột được nữa lúc đó nó không còn công cụ để phá hại thì cái loài gây hại phải bỏ đi hoặc là nó sẽ bị tiêu diệt thì cả những chất ức chế enzyme protease và những chất ức chế enzyme amila đều đã được thực vật sử dụng một cách rộng rãi và nó cũng có tiềm năng lớn là những biện pháp sinh sinh học để giúp ngăn ngừa các loài gây hại đối với thực vật. Một cái nhóm hợp chất gây độc tiếp theo là hợp chất gọi là canatoxin thì canatoxin nó có tên vậy bởi vì là người ta thấy là người ta tách được nó từ cái hạt của các cái loài thuộc cái chi canavalia từ cái tên canavalia này nó ra cái nhóm hợp chất gọi là canatoxin tức là những độc tố của cái chi canavalia và người ta thấy rằng các độc tố canatoxin này nó có khả năng để giúp kháng được côn trùng kháng được nấm ở thực vật nhóm hợp chất tiếp theo là axilin axilin cũng tồn tại ở hạt của một số cái loài thực vật trong đó có loại động, bình thường chúng ta có đây là Phaseolus vulgaris và cái hợp chất axilin này nó có thể tồn tại ở trong ruột của các loài côn trùng và ở trong hệ thống đường ruột đó, các hợp chất axilin này nó sẽ tương tác với các glycoprotein và các thành phần trên màng ở hệ thống đường ruột của côn trùng cũng như một số loài động vật. Và khi nó hiện diện ở trong hệ thống đường ruột của các loài gây hại đó thì axilin này nó sẽ ngăn cản cái khả năng tiêu hóa của các loài sinh vật này đi. Và khi cái hệ thống tiêu hóa của các loài gây hại bị hạn chế hoặc bị phá hủy thì các loài gây hại đó sẽ bị kém sức sống hoặc dẫn đến bị tiêu diệt. Tiếp theo, chúng ta nói đến một số cái peptide có khả năng kháng vi sinh vật gọi là AMP viết tắt chữ là anti microbial peptide, tức là các cái peptide có khả năng kháng vi sinh vật anti tức là kháng, chúng ta nhớ điều đó. Một trong loại peptide đó là thionin. Thionin người ta thấy nó là một cái peptide nhỏ, tức là kích thước của nó ở nằm ở ranh giới tức là nó khoảng 5 kg tức là 5000 đan tông đó và nó chứa vào khoảng từ 45 đến 48 xitamin và các cái tiêu này người ta thấy nó có khả năng gây độc đối với vi khuẩn gây độc đối với nấm và gây độc cả với động vật và côn trùng nữa thì đây là cấu trúc của cái tiêu và khi tiêu này hiện diện ở trong các loài sinh vật gây hại gồm vi sinh vật như nấm vi khuẩn và động vật thì tiêu nó sẽ phát huy tác dụng để gây độc cho các loài sinh vật này ta thấy là cái tiêu nó liên quan khả năng gây độc là bởi vì khi nó đi vào trong cái tế bào của loài gây hại thì nó sẽ làm phá hủy cái đặc tính của lớp màng tế bào của cái loài gây hại Hại đó nó làm cho là tính thấm của màng tế bào nó bị hư hại dẫn đến cái sự phá hủy của màng tế bào và khi sự màng tế bào nó bị phá hủy đi thì nó sẽ làm cho sinh vật đó không tồn tại được nữa thì đây người ta thấy ở các lá trong trường hợp lá này là có sự hiện diện của tiêu nin còn đây là những lá đã bị nhiễm bởi các loài vi sinh vật và với những loại lá có tiêu nin thì các loài vi sinh vật đó đã bị ngăn cản không thể phát triển được nữa thế còn đây là những lá mà hàm lượng tiêu nin thấp hoặc là không có thì nó đã bị tấn công thì đó là chúng ta đã coi cách thức làm sao tiên nó tham gia trong vấn đề là ngăn ngừa được cái loài gây hại ở thực vật nhóm peptide tiếp theo được gọi là cyclothai cyclothai bởi vì là nó ghép của chữ là cyclic tức là vòng và peptide tức là là peptide chúng ta biết tức là nó là một cái peptide mạch vòng như chúng ta thấy đây và trong cái peptide mạch vòng này với chiều dài nó từ 28 cho đến 37 axit amin thì nó đặc thù của nó là trong peptide mạch vòng này nó có 6 cái sitin ở đây màu vàng đây chúng ta thấy và các sitin màu vàng này nó có cái liên kết với nhau để duy trì cái cấu trúc đó nó tạo ra một cái vòng khép kín như vậy và cái cấu trúc mạch vòng này nó có độ bền cực kỳ cao và cái đặc tính mà có độ bền cao đó là cái đặc tính hết sức cần thiết cho các loại hợp chất có tính đề kháng này chúng ta biết rằng là các hợp chất đề kháng này nó có thể được sử dụng để đi vào trong các hệ tiêu hóa của các loài côn trùng, các loài động vật cũng như là ngay cả một số loài vi sinh vật khác. Thế thì đi vào đó chúng phải gặp phải cái sự đề kháng của các loài sinh vật đó thì muốn đảm bảo để đề kháng một cách hiệu quả thì các cái phân tử đó nó phải có độ bền để chống chịu với cả các cái phản ứng ngăn ngừa đó. Và thai nó là một cái phân tử nó đạt được cái độ bền cao đó. Chính vì vậy cái hiệu quả để mà gây độc của nó là rất là cao. Người ta thấy là cái sự hiện diện của thai nó rất là nhiều. Đến nay người ta đã phát hiện được đến khoảng 200 cái loại phân tử peptide mạch vòng tức là cyclotide khác nhau ở nhiều cái họ thực vật khác nhau và trong thực vật đó thì nó không phải chỉ tồn tại ở hạt như các loại nhóm khác mà nó lại có thể tồn tại ở lá, thân, ở rễ, ở hoa và các cái cyclotide này nó có thể giúp để ngăn ngừa và hạn chế sự phát triển cũng như là có thể gây chết cho nhiều cái loài gây hại và người ta thấy là cyclotide nó cũng có khả năng nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của virus chính vì vậy cyclotide nó là một cái nhóm peptide có rất là nhiều Điều triển vọng mặc dù nó chỉ được phát hiện khá là mới sau này nhưng nó có thể trở thành một cái công cụ đề kháng rất là hữu hiệu của thực vật cũng như là con người chúng ta cũng thể khai thác được những cái thành phần này để làm những những cái loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học rất là hiệu quả cái nhóm protein gây độc tiếp theo nó là những độc tố mà làm lủng màng tế bào cái hình thức xâm nhập sau đó là gây lủng màng tế bào là cái cách thức mà các vi sinh vật đặc biệt là vi khuẩn nó rất hay sử dụng khi nó xâm nhiễm vào các loài sinh vật để tấn công. Tuy nhiên người ta thấy rằng thực vật cũng khai thác cái hình thức này bằng cách sử dụng các cái độc tố. Độc tố này sau khi xâm nhập vào tế bào, đầu tiên nó sẽ làm lủng lớp màng tế bào ra tạo thành một cái lỗ hổng trên màng tế bào. Sau khi gây ra cái lỗ hổng trên màng tế bào đó, nó sẽ làm phá hủy cái tính thấm của màng tế bào và khi mà cái tính thấm của màng tế bào nó bị tổn thương thì loài sinh vật đó rất dễ dàng bị tiêu diệt. Người ta thấy được một cái độc tố có tác dụng gây lủng tế bào đó là Enterolobin. Nhóm độc tố này người ta thấy nó hiện diện ở cái loài lại Enterolobium và vì cái loài thực vật đó tên là Enterolobium đó thành ra là cái độc tố đó nó được gọi là enterolopin là như vậy và người ta thấy rằng là khi mà côn trùng ăn phải cái độc tố enterolopin này thì côn trùng đó có thể bị chết 100% mặc dù là chỉ sử dụng ở cái nồng độ enterolopin là 0,025% thì đây là loài thực vật có sở hữu cái độc tố gây hủy hoại màng tế bào là enterolopin như vậy đó là chúng ta đã nói qua về tất cả các protein gây độc khác nhau với nhiều cách thức khác nhau ở thực vật và người ta thấy rằng là vai trò mà gây độc tố của các protein thực vật này là một cái đặc điểm rất là độc đáo mà thực vật hay sử dụng và cái đặc tính gây độc của các protein thực vật này nó có thể giúp cho thực vật kháng được virus, kháng được nấm, kháng được vi khuẩn cũng như kháng được côn trùng và một số cái loại động vật phá hại khác. Và các protein kháng này nó có rất là nhiều cái tiềm năng để sử dụng trong cái quá trình hiện nay khi mà người ta đang tìm cách tạo ra những cái thuốc bảo vệ thực vật sinh học ít nguy hiểm hơn so với các cái độc tố hóa học mà các cái loại thuốc bảo vệ thực vật trước đây được sản xuất ra.